Mềm thế rồi. Đi chưa?
từ 2 quả nó 1 cân nữa chị. Ngon nhỉ. Nhưng mà nó to quá. Chắc cắm thêm nhiều hạt. Đứng ở đây. Nhanh. Ra đây. Không biết người đây. Em nhớ cả cũng phát tiền. Mấy cân ăn xem. Đi về kia. Đi ăn cả đấy chị lố. Mình ăn là chị lố mà. Có không chị, trong nhà chị cũng con thì chị cũng ăn như thế mà. Anh có sao đâu nhỉ? Không sao đâu. Có hình thoảng nhà chị con chị mới được rửa đâu, hết về nhà mới được rửa, đây có cái gì rửa. Thank you.
ngon này. À, cũng ngon, cũng có lên. Ngon này. Mà tổ hà, tổ nhớ có mà tổ nào, cũng mà tổ ngon cả bún mà đẻ. Mà tổ ngon là bữa bát mưa đó. Ngon là bún mà, bún mà, bún mà tẩy là lau như ốc bay. Là nô ốc bay. Bố bị cơ ốc đâu mà. Mới nào nháo về mình đó. Cua đây đâu đấy, lên tìm hoa điều thật đấy.
mềm hết rồi. Chín chưa? Chưa, cái này luộc xong mình phơi khô để cất đấy. Cho chín hẳn rồi. Cho chín. Cái nào mau đó. Để lắm. Ủa, mai cho nó mềm xong mình cũng quay nó ăn cùng.